bắt từ hôm thứ bảy hay là tối thứ tư cũng được, tính là cũng 5 ngày rồi. Ok, bây giờ mình đem nó đi làm nước nóng. Đấy, khoảng 10 giây. Rồi mình đem qua nước lạnh. Con thứ hai, con này cái giò nó dài hơn, dài nghĩ chắc cỡ bằng là 30 cm hơn. Vô đây sau đó mình lột vỏ. Nói ăn cái đầu sung lắm á, mọi người nói ăn cái đầu nó sung lắm á, chậm sung cái đầu tại vì nó bụi bãi cho nên nó sung. Cái đầu nó giòn không, phải cái đầu nó mạnh không? Lẩu thần thánh à, quá trời ngon luôn. Lẩu bò viên dành đằng cái không thấy nước đâu á. Chắc mấy ốc nó nằm dưới trơn rồi, để cho anh chín trước. Ủa thêm vậy nè, ủa thêm luôn ghê ta, chế biến dữ à, bỏ wasabi vô nữa lạ đó. Lần tiên nói bò sẽ bỏ sao wasabi vô lẩu quá. Cái này mà ra hồi xưa là đầu bếp cho ông Bẹt á, em biết ông Bẹt không? Không anh. Nấu đồ ra cho ông Bẹt á, bạc rê á, nấu cho chó ăn không á. Lẩu này đâu có nhậu không có nha. Ừ, ăn ngon mà sao không có ăn đâu nha. À. Đủ không ta? Ừ. Mình đâu cần nước nhiều đâu. Nước là cứ bỏ tiếp thâm lên đó. Mới à. Đồ móc vô nhà nó xảy ra.
Trời ơi, nhìn cái này là thầy tốn bia tốn rượu luôn á. Xảy đâu dễ tốn bia lắm á. Súp nó cho mình con nó có nếm hết trơn rồi, súp ngon hết trơn. Cơm rồi nó cho hũ súp đó. Nó lấy ra nấu rồi. Ngon hơn. Nó ăn độc cơm à. Ổ. Quá ngon luôn. Ốc vô vô đây. Thêm miếng cải nữa. Vậy có cải nè. Bếp nhà này cũng bẹt mà. Không phải thức tầm thường. Ông mày. Súp ngọt à. Ngon men. Tạm gì đâu mà lỗ biển á. Ăn không có gừng á. Thì ăn cũng cho một tí bạch ra biển. Thì nó mới bốc cái mùi biển này. Tự nhiên nó thơm này. Nếu mà lâu nó lẩu lắm rồi. Cũng là cái mùi. Nó bốc cái mùi đồ biển lên. Còn thôi nó lì luôn à. Nó đúng. Em chấm một nhưng mà ăn cũng phải canh nữa, em thấy lửa lúc nào em mới bỏ đồ biển vô là em tăng lửa liền cho em để hồi nó dai hết ăn luôn. Đúng rồi, lửa lúc lại á. Rồi nói vậy chứ mấy người bếp đó hay vậy là cái chỗ nó biết canh lửa lúc nào nên tắt lửa, lúc nào nên tăng lửa, lúc nào nên nhỏ lửa. Đúng rồi, tự bẻo lòng ăn tiền là chỗ đó thôi chứ nó đúng chứ. Chắc anh